anh em xin chào tất cả các bạn nha. Anh em đi lượm hột vịt các bạn ơi. Cái trường vịt này cũng quen, trường vịt của anh Dũng. Những nhà vô quay giùm để mình làm clip. Rồi là xem nha. Cái trường vịt này của ông anh đó các bạn, gần nhà. Thấy hôm qua anh lượm hột vịt tới ham quá các bạn ơi. Nên hôm nay kêu sư phụ lại đây quay cảnh lượm hột vịt nữa các bạn. Mà sáng nay sáng sớm sư phụ thức không nổi các bạn ơi. Giấc này 4 giờ rưỡi 5 giờ các bạn. Quá trời hột vịt luôn rồi. Vịt đẻ ham luôn các bạn ơi. Bị vịt mình đực như con anh Vũ. 2,5 à. 2,5 con anh. Giờ thường thường đêm là nó đẻ một đêm được bao nhiêu hoa trứng anh? 2,3. Ngày 2,3 trứng à. Quá trời hợp vịt luôn các bạn ơi. Mình nó là trắng hết trơn luôn rồi. Sáng này chỉ có ba anh em đi quay thôi nha các bạn. Tại giấc này sớm quá sớm mà anh nói với bảnh chưa qua các bạn ơi. Bên nhà anh bảnh. Còn sư phụ thì sáng mới vô các bạn ơi. Anh đang đây, hột vịt này nó đang thui anh đây. Hột vịt đấy. Hột vịt đấy. Chưa quen chút lỡ. Quá trời hột các bạn ơi. Mình đếm một tay vậy là 6 hộp nha các bạn. Mà 16 tay. 16 tay với 4 hộp là 100 chẳng bạn ơi. Ba hộp nằm nè. Hôm qua mình thấy trứng quá trời trứng luôn, anh lượm trứng quá trời luôn các bạn ơi. Mình thấy ham quá. Tay nữa các bạn, tay gì là 6 hộp. Mình đếm 16 tay với 4 hộp là chẳng trăm nha các bạn. Chịt này nó đẻ nó có ổ cho cái chỗ hả? Nó là con ngỗng. Này mình giữ ên hay là mình có mướn thêm người không anh? Không, đâu ăn này. Cái này học chụp được như ngọt lên vô. Một chục học dịch chỉ có 23 ngàn thôi nha các bạn. Cũng là nên em còn có lỗ này. Lúc mà học có giá là mình bán có bao nhiêu nghe cái một học một chục anh? Có giá nhất là 27-28 ngàn chục ha. Học dịch này chục chỉ có 22 ngàn thôi nha các bạn. Quá rẻ luôn.
mà mắc nhất cũng có 27-28 ngàn các bạn ơi. Đây là tại chuồng luôn các bạn. Quá trời trứng rồi, vừa lụm hai nơi luôn. Rơm này là mình lót ổ cho đẻ ha. Mình lụm là mình thấy mò mò gì các bạn. Đấy, mình không mò mò cái mình đạp lên đó. Để ngoài này cũng có nè. Ngoài này có trứng nè anh đây. Anh đây. Ngoài này có trứng nè. Không? Vâng. Trứng bị vả. Để anh đợi đâu nó đẻ ngoài ngoài đó chứ. Anh đang ngoài này là quá trời ngoài này luôn nè. Ôi ơi, lượm một ổ đây luôn nè. Quá rồi. Đâu, vậy nay quá trời, nay ô nay trường nè bạn. Quá trời dài dài. Đẻ của ổ với em á. Này giờ nó đẻ ổ ổ giống như gan như mà mình đi ngoài ruộng mà gặp mà dịch trời đẻ các bạn. Nó làm ổ gì không á. Quá trời trứng à. Anh Đen, rớt trứng ra anh Đen. anh Đen bây giờ rớt trứng quá trời. Quá rớt rồi. Trứng này chắc của anh hai vậy nè. Nhỏ. Trứng này không có trống các bạn ơi. Trứng này nhỏ à. Rồi kìa. Ồ, muốn sang cho em mua hai miếng này. Đây học dịch là người ta lại cho lại đây người ta đếm tới nhà luôn nha các bạn. Có vỏ đò lái lại đây chạy lại đây đếm tới tặng phường dịch luôn. Cho dù dịch mình có chạy đồng đi đâu người ta cũng lại tới đây mà đếm nha các bạn. Quá.
đẻ học bành bành không các bạn ơi. Anh đang làm chiến dịch chuyên nghiệp nè, mai có tương lai chăn vịt nè. Uống nữa không nữa không? Đây là có người vịt mà. Anh đang cũng là một thời chăn vịt nha các bạn. Đấy, anh đang là chuyên nghiệp. Thiếu 9 học mới đủ 100 học. Một con vịt đi là đẻ một hộp quá anh. Hai hộp thêm một cạc nữa. Chứng nào chứng nấy, bành bành không các bạn ơi, quá trời ham luôn. Cái này chắc kêu sư phụ đổi nghề nuôi vịt lại quá, sáng nào cũng được lụm, sáng là ra lụm trứng các bạn, ngủ sáng nó vậy là 4 giờ rưỡi 5 giờ ra lụm trứng các bạn ơi. Quá trời nhiều luôn. Ta gãy gom trong này á các bạn, gãy gom gì nè, do dịch lên đẻ không có bị dơ hộp đó các bạn. Đây, gãy phải gãy một lớp gom nè, nên mình lúc mình lụm mình thấy gờ gờ nó sót. Buổi sáng dịch nó có đẻ không anh? Không, đẻ lúc này sáng gom cũng còn lớp một vài hộp rồi. Dạ. Bữa nay nhờ ba bốn anh em lụm mới mau được gì các bạn.
chứ mình nên anh Dũng chủ dịch này tên Dũng nha các bạn, chứ mình nên ảnh mà lụm chắc cả tiếng đồng hồ mới có gọi tiếng đồng hồ rồi. Chào. Còn thấy ở ngoài kìa, nó có đẻ rơi rớt ở ngoài nữa kìa, ngoài cái đèn sáng như đây một sọt ở đẳng hai sọt nữa bạn, chuồng lại đi vòng nè, quá trời nhiều trứng luôn. Còn mấy hộp đẻ sót ở ngoài kia để cho anh chủ chạy đi lụm nữa bạn ơi. Này mình đi ra đây. Là mua hộp vịt về ăn luôn ở đây. Chỗ này quá rẻ các bạn ơi. Chục gì mà có 22 ngàn các bạn. Trứng nào trứng mé bành thôi nha. Thôi tới đây cũng kết thúc của các bạn ơi. Giờ mấy anh em cũng chuẩn bị đi về. Giờ mình xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo nha.